Sáng ngày 30 tháng 3, ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang cùng lãnh đạo Phòng Nội vụ Quyền Nga Phú đến thăm và trao tiền hỗ trợ xây dựng thánh thất cao đài thị trấn Long Bình. Tại ban cai quản họ đạo cao đài thị trấn Long Bình, ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang đã thăm hỏi tình hình hoạt động cũng như đời sống của bà con tín đồ họ đạo cao đài. Ông đánh giá cao tinh thần của bà con trong việc chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là vận động bà con thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp đến thăm, động viên, ông Nguyễn Phú trao tặng Ban Cai Quản Họ Đạo Cao Đài Thị trấn Long Bình 50 triệu đồng. Mong Ban Cai Quản tiếp tục triển khai xây dựng thánh thất Cao Đài Thị trấn Long Bình để sớm hoàn thành, giúp bà con tín đồ có nơi hành lễ tôn nghiêm. Đồng thời, Phó Giám đốc Sở Nội vụ mong muốn Ban Cai Quản Họ Đạo Cao Đài Thị trấn Long Bình tiếp tục tuyên truyền vận động bà con chấp hành nghiêm quy định nơi biên giới, và thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Được biết công trình xây dựng thánh thất cao đài thị trấn Long Bình có tổng diện tích 432 mét vuông, kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 11 tỷ đồng. Hiện nay, ban cai quản đã thực hiện hoàn thành trên 20% hạng mục công trình với số tiền trên 2 tỷ đồng và đang tiếp tục vận động sự hỗ trợ của mạnh thường quân để thực hiện.